Rồi xin chào anh chị em ha. Sau đây chúng ta có cái bài phân tích về tình hình dự báo giá vàng trong thời gian tới. Thì chúng ta thấy rằng là trong những ngày qua thì vàng có những cái bước là giảm cũng khá là mạnh, giảm gần 100 giá, tương ứng khoảng 1.000 pip. Và sau những giai đoạn giảm này thì đặc biệt là ngày hôm qua bắt đầu chúng ta thấy giá vàng sau khi nó đã về một cái vùng thấp ở vùng giá nó là 16 1816 thì hôm nay giá vàng và cuối phiên ngày hôm qua thì giá vàng đã đóng cửa ở cái mức cao hơn rất là nhiều, đóng cửa ở vùng giá là 1844. Và ở đây chúng ta thấy rằng đây xuất hiện một cái mô hình là xu hướng giảm, xuất hiện một cái mô hình, đây là mô hình Hammer khá là đẹp. Thì như vậy thì đặc biệt là ngày hôm nay nữa nó dự báo cho chúng ta thấy rằng là khả năng thời gian tới là giá vàng sẽ tăng lên rất là mạnh. Tăng rất là mạnh, do đó chúng ta là tập trung cái xu hướng là chúng ta mua vào cái vùng giá hiện tại, thì vùng giá giống như là 1855 là chúng ta mua được nè, thì chúng ta kỳ vọng gần nhất là chúng ta vùng giá chốt lời chúng ta là 1900 hoặc là cao hơn nữa thì nó sẽ đến ở vùng giá là 1959 như giá của tuần trước. Tại sao chúng ta dự đoán là khá và khả năng là giá vàng nó tăng? Bởi vì chúng ta thấy rằng hiện nay, đặc biệt là tình hình về chính trị của Mỹ hiện giờ nó cũng chưa có được gọi là nó ổn định. Và có nhiều cái, đặc biệt là vừa rồi thì có cái vụ, cái sự kiện ở đồi Capitol. Thì nó làm cho cái tình hình những giới nhà đầu tư cũng có nhiều cái lo ngại. Rồi không biết là thời gian tới cái chính trị nó có ổn định hay không. Thì làm cho những giới đầu tư, đặc biệt là đầu tư chứng khoán họ cũng hoang mang, mạo như họ bán tháo rất là nhiều. Làm cho cái áp lực giảm cái giá chứng khoán ngày hôm qua. Ngày hôm qua là ngày 11 thì nó giảm cũng khá là sâu. Thì nó tạo cái đà mà bật lên, có nghĩa là nhà đầu tư chứng khoán họ nhảy qua họ mua những cái sản phẩm tài sản nó an toàn hơn để họ cất giữ, thì điều đó nó làm cho vàng nó tăng lên. Như vậy thì dự đoán trong những ngày tới thì đến hiện nay là ngày hôm nay phân tích bản phân tích này là ngày 12 tháng 1 cho đến tới ngày 20 thì còn khoảng 8 ngày nữa là tới ngày bàn giao về chuyển giao quyền lực giữa tổng thống cũ và tổng thống mới. Thì như vậy thì chúng ta thấy với cái bản tin phân tích về tình hình chính trị nó không tương đối chưa có ổn định ở Mỹ. Rồi đặc biệt là về cái dự báo về các cái thông tin mà nhà đầu tư cảm thấy bất an giảm dẫn tới bán tháo cổ phiếu thì người ta sẽ trú ẩn các tài sản an toàn như vàng, Bitcoin. Thì chúng ta thấy rằng là như vậy thì dự báo hôm nay là giá vàng nó sẽ tăng tiếp. Nếu chúng ta mua ở vùng giá là 1855 thì khả năng nó sẽ tăng. Chúng ta mua chúng ta kỳ vọng ở giá cao nó về khả năng chúng ta chốt lời ở cái mức gần nhất là 1900 1900 1900 một xa hơn nữa là 1950 đó. Thì với cái xu hướng chính là xu hướng tăng như vậy thì anh chị em nếu chúng ta mua thì chúng ta dự đoán chúng ta mua đầu tư ra trung và dài hạn, còn nếu chúng ta có lướt sóng chăng nữa thì chúng ta cũng tập trung chúng ta mua lên ha, chúng ta mua mua lên ví dụ như đến vùng cản chúng ta chốt chốt nó hồi chúng ta mua tiếp, như vậy nó an toàn hơn. Như vậy chiến lược của chúng ta trong 10 ngày tới, 8 đến 10 ngày tới thì chúng ta sẽ tập trung mua vào vàng ha. Rồi, bản tin tôi dừng lại ở đây và mong rằng là với cái chia sẻ của tôi, anh chị em và các bạn có thể kiếm được lợi nhuận nhiều hơn. Còn những anh chị nào quan tâm đến với những cái chương trình học miễn phí của tôi thì có thể vào trong cái trang là hoàngngocsơn.com. Mọi thắc mắc có thể liên hệ với số hotline là 0907 13 53. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những bản tin kế tiếp.